Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo gửi Chính phủ về việc đề xuất phương án xử lý kinh phí còn lại của chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo dự kiến là kinh phí ban đầu dành cho gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là 6.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021. Theo báo cáo của 60 tỉnh thành phố, đến nay đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho gần 5,2 triệu lượt người lao động với hơn 3.759 tỷ đồng. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị trả lại hơn 2.800 tỷ đồng về ngân sách trung ương, số kinh phí còn lại của gói hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác của nhà nước.